cuộc sống chăm con bán hàng online của Kim Hiển ở Mỹ. Ai cũng có thể mắc sai lầm, quan trọng là có đủ dũng khí để đứng dậy hay không. Với Kim Hiển, câu chuyện của cô chẳng có gì quá to tát. Đấy chỉ là những trải nghiệm của bản thân sau khi đã lọt vào những lỗ hổng của cuộc đời. Nhưng cô đã biết đứng lên và chứng tỏ rằng mình xứng đáng có được hạnh phúc thực sự. Tuổi thơ không êm đềm. Kim Hiển sinh ngày 6 tháng 1 năm 1982 tại thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình nghèo khó, sống tạm bợ trong một căn nhà lá ở xóm Liều, kênh Cầu Thị Nghè. Khi mới 13 tuổi, Kim Hiển đã phải chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình cũng như nếm trải vị mất mát khi ba mẹ cô quyết định ly hôn. Sau đó, mẹ cô đột ngột đi tu, Kim Hiển từ đó lớn lên trong tình thương không trọn vẹn của bố. Vốn được sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng Kim Hiển lại có niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ. Chính điều này đã giúp cô được nhận học diễn miễn phí tại đoàn kịch Tuổi Ngọc và bén duyên với nghiệp diễn từ lúc đó. Không nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc hay ăn mặc hở hang, thiếu vải, Kim Hiển chọn cách âm thầm cố gắng hết mình trong sự nghiệp. Con đường đến với danh vọng của cô vì thế càng gian nan và trắc trở hơn. Dù tham gia vào làng giải trí từ sớm với nhiều vai diễn, nhưng đến khi đóng bộ phim Dốc Tình, cô mới thật sự được công chúng biết đến và yêu mến. Sau đó, cô tiếp tục thành công với hàng loạt vai diễn trong phim Hương Phủ Sa, Ngũ Quái Sài Gòn, Mùi Ngỏ Gai, Tuổi Yêu. Ngay khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Kim Hiển lại vướng phải tin đồn không hay khi có tên trong danh sách những người bị bắt giữ tại vũ trường New Century. Cô diễn viên bé nhỏ đã phải gồng mình để đối mặt với sức ép từ sự chỉ trích nặng nề của dư luận nhưng vẫn chọn cách im lặng. Sau khi vụ việc được điều tra rõ ràng, Kim Hiển mới được minh oan rằng tất cả những tin đồn chỉ là tai bay vạ gió. Sự cố đã khiến Kim Hiển rất mệt mỏi, nhưng cũng nhờ đó mà cô được nhiều khán giả biết đến và yêu mến, chính nhờ tính cách mạnh mẽ và trong sáng. Nỗi đau không lường trước. Kim Hiển có lối nói chuyện hoạt ngôn, vui vẻ và khá thoải mái. Thoạt nhìn qua người phụ nữ này, khó lòng nghĩ tới chuyện cô từng có giai đoạn khóc cạn nước mắt vì bị chồng lừa dối. Năm 2010, cô kết hôn cùng DJ Hoàng Phong tại một nhà thờ nổi tiếng. Lúc ấy, Kim Hiển rạng ngời hạnh phúc vì sau 6 năm ở bên nhau, cuối cùng nữ diễn viên cũng thực hiện hóa giấc mơ làm cô dâu bằng một hôn lễ ngọt ngào. Thời điểm này, Kim Hiển và Hoàng Phong đã có với nhau đứa con trai 5 tuổi. Vậy mà chỉ sau 2 tháng, Kim Hiển đã cay đắng thú nhận chồng cô ngoại tình với một người bạn hay đến nhà chơi. Nước mắt hạnh phúc trong đám cưới nay đổi thành nước mắt đau đớn vì bị phản bội. Càng bẽ mảng hơn nữa, Kim Hiển phát hiện ra tất cả sự thật khi đi ăn cùng với đồng nghiệp. Khoảnh khắc Hoàng Phong và cô gái kia tình tứ bước vào quán, Kim Hiển đã ngỡ ngàng hỏi lại bạn bè, đó có phải anh Phong của em không? Tất cả những yêu thương của cô giờ đây hóa thành nỗi hận, hạnh phúc tưởng gần nhưng hóa ra lại ngoài tầm tay với. Kim Hiển dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn. Tháng 3 năm 2010, Kim Hiển, Hoàng Phong chính thức ly hôn. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ cũng khép lại trong đau đớn và hờn giận. Chẳng phải dễ dàng mà một người phụ nữ chịu chấp nhận mình thua cuộc trong cuộc sống hôn nhân, nhất là người phụ nữ đầy kiêu hãnh và tự tin như Kim Hiển. Hạnh phúc đến bất ngờ. Rời bỏ quá khứ đắng cay, Kim Hiển làm quen với cuộc sống mẹ đơn thân. Cô chật vật nuôi con trai, bé Sonic bằng đôi bàn tay trắng. Suốt 2 năm dài, trái tim đầy tổn thương của Kim Hiển tưởng chừng như không thể rung động vì ai nữa. Và hành trình tìm lại hạnh phúc đã bắt đầu với mẹ con nàng út dáng trong khoảnh khắc cô tuyệt vọng nhất. Đấy là lúc người chồng sau Andy xuất hiện và nói rằng anh sẽ bù đắp những tổn thương mà Kim Hiển đã từng gánh chịu. Đã sớm biết nỗi đau chia ly từ ngày còn bé, lại chịu không ít tổn thương từ đổ vỡ trong hôn nhân của chính mình, Kim Hiển hiểu và trân trọng giá trị của hạnh phúc hơn ai hết. Do đó, trong suốt thời gian yêu nhau, Kim Hiển luôn thận trọng, không nhắc đến chuyện tương lai, cho đến khi chắc chắn đây chính là điểm tựa vững chắc cho bản thân và con trai nhỏ. Andy, người đàn ông giúp mẹ con Kim Hiển có thêm động lực sống, là một Việt kiều Mỹ độc thân, chưa từng trải qua bất cứ cuộc hôn nhân nào. Kim Hiển thú nhận, được Andy chăm sóc, yêu thương, ấy là cái may mắn của cuộc đời cô. Sau hơn 2 năm gắn bó, cuối cùng Kim Hiển cũng đã tìm được bến đỗ của đời mình và tổ chức lễ cưới cùng doanh nhân Andy vào tháng 7 năm 2014. Cô cho biết, Andy luôn tôn trọng quá khứ của mình và là người giúp cô biết nhìn về tương lai tốt đẹp hơn. Anh cũng luôn giữ mối quan hệ tốt với DJ Hoàng Phong, chồng cũ của Kim Hiển.
Cuộc đời mỗi người giống như bánh xe lăn trên một con đường, sẽ có lúc đối mặt với những chông gai gập ghềnh khi bản thân gặp phải chuyện không vui. Kim Hiển thú nhận, con đường của cô có một lỗ hổng rất to. Khi rơi vào lỗ hổng ấy, cô đã có lúc hoang mang, hoảng sợ vì chẳng biết làm cách nào thoát ra. Dũng cảm bước qua cuộc hôn nhân tan vỡ, đó là điều không phải ai cũng làm được. Kim Hiển, người từng hứng chịu nỗi đau vì bố mẹ ruột đã ly hôn trong quá khứ, chẳng thể ngờ rằng chính cô lại làm cho đứa con trai 5 tuổi chịu tổn thương vì sai lầm của mình. Khi đã an yên ở thời điểm hiện tại, Kim Hiển bộc bạch rằng 7 năm trước, cô và Hoàng Phong đã làm cho tâm hồn bé bỏng của Sonic bị khuyết một phần. Để bù đắp lại mất mát này, năm 2015, cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất đăng lên ở Việt Nam để đến một phương trời xa lạ. Vì muốn con trai có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, Kim Hiển chấp nhận gác lại giấc mộng điện ảnh của mình. Cuộc sống chăm con, bán hàng online của Kim Hiển ở Mỹ. Sau hơn 2 năm sang Mỹ định cư cùng ông xã Andy, Kim Hiển cho biết cuộc sống của cô thay đổi khá nhiều. Nữ diễn viên cảm thấy bản thân trưởng thành và suy nghĩ khoa học chín chắn hơn. Nếu ở Việt Nam tôi được mẹ phụ giúp việc nhà, con cái, thì sang Mỹ tôi phải tự làm tất cả. Phải làm chủ bản thân, tự lo mọi việc cho mình. Cực một chút nhưng tôi thấy mình mạnh mẽ và năng động hơn, Kim Hiển kể. Khoảng thời gian sống bên Mỹ, Kim Hiển đã hạ sinh con gái thứ hai và đặt tên cho bé là Ivona. Rời xa ánh đèn sân khấu, cô ở Mỹ trở thành bà nội trợ thật sự. Cô dành phần lớn thời gian chăm sóc con và phụ giúp chồng công việc kinh doanh thịt bò khô trên mạng. Nhớ nghề lắm, vì nghề diễn ăn ở trong máu mình rồi, nhưng hiện tại chăm sóc con và gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của tôi. Chỉ chăm con, đưa đón Sonic đi học thì một ngày đã trôi qua rất nhanh, cô tâm sự. Hiểu được tâm trạng của vợ nên ông xã Kim Hiển động viên cô quay lại với nghề diễn. Nữ diễn viên tham gia chương trình Kali, chuyện trong nhà ngoài phố, MC trong một kênh truyền hình. Kim Hiển cho biết cô may mắn gặp được người chồng yêu thương mình hết mực. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, anh không ngại giặt đồ, chăm chỉ làm việc để lo cuộc sống cho cô và bé Sonic. Anh Andy lớn lên ở nước ngoài nên không so đo chuyện quá khứ của tôi, càng không phân biệt con riêng hay con chung. Có lẽ anh ấy là sự bù đắp ngọt ngào cho những trắc trở tôi phải trải qua. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé! Ngày trở về những yêu thương. Khó ai có thể tưởng tượng ra chuyện chồng cũ Hoàng Phong đã mừng tủi tủi khi ra sân bay đón mẹ con Kim Hiển về nước sau khoảng thời gian dài định cư ở Mỹ. Đã 7 năm trôi qua kể từ vụ scandal ngoại tình ly hôn tình đám nổ ra, Kim Hiển lẫn Hoàng Phong đều đã có gia đình mới. Hiện tại, Kim Hiển sống với Andy, Sonic và đứa con gái nhỏ Ivona, còn Hoàng Phong cũng có hạnh phúc bên cô vợ khác. Tất cả những đau khổ đã nếm trải, ai cũng xem đó là một khúc cua gập ghềnh trong cuộc đời. Vậy nên mới có chuyện, Kim Hiển hào hứng kể rằng Hoàng Phong đã buồn, đã tiếc nuối vì chuyến về thăm Việt Nam lần này, Andy không đi cùng mẹ con cô. Hai người đàn ông, một người cũ, một người mới có thể nói chuyện vui vẻ, thân thiết như những người bạn. Sau tất cả những đắng cay, đổ vỡ, Hoàng Phong, Kim Hiển, Andy đã làm được cái điều mà khó ai có thể nghĩ tới. Nhẹ tênh nói ra những điều này, buồn giận, oán than trong lòng, Kim Hiển gần như được trút bỏ hết. Khi đứng giữa hai người đàn ông, Kim Hiển khiến bất cứ ai cũng có cảm giác rằng những nhọc nhằn đau thương từng nếm trải hóa ra cũng chỉ là giấc mộng. Bây giờ, ngôi nhà của Kim Hiển có 4 người, không phân biệt khoảng cách con chung, con riêng hay nặng nhẹ chuyện bố ruột, bố dượng như nhiều người vẫn nghĩ. Bất cứ khi nào có thời gian, vợ chồng Kim Hiển, Andy cũng đưa các con ra ngoài dạo chơi. Kim Hiển thú nhận, cô không phải là người phụ nữ hoàn hảo. Trong cuộc hôn nhân đầu tiên, cô lắm lúc cũng mắc phải sai lầm. Nhưng tuổi trẻ nóng vội, lại có cái tôi quá cao, Kim Hiển chọn cách xù lông để bảo vệ bản thân mình. Giờ nhìn lại quá khứ đã qua, Kim Hiển bỏ hết mọi sân si, oán trách. Cô học cách chấp nhận và biến những nỗi buồn thành động lực sống tiếp. Với Kim Hiển, câu chuyện của cô chẳng có gì quá to tát, đấy chỉ là những trải nghiệm của bản thân sau khi lọt vào những lỗ hổng của cuộc đời. Thời điểm hiện tại, Kim Hiển chọn cách sống đơn giản, một phần vì cô muốn tìm sự tĩnh tại, an nhiên sau những ngày tháng gồng mình chống chọi với phong ba. Phần còn lại, Kim Hiển dùng sự yêu thương để che chở, bảo vệ cho hai con nhỏ và cả người chồng đã cho cô quãng thời gian ấm êm, vui vẻ nhất thế gian này. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!